Xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách làm gia vị mà nhà mình đang quay để tạo lên những miếng thịt giòn tan như thế này. Thì mình sẽ đi, các bạn sẽ đi cùng mình vào cái xưởng sản xuất để cùng xem cái quy trình mình sản xuất gia vị các bạn nhé. Xin chào cả nhà mình nhá. Hôm nay em sẽ tiết lộ bí mật về cái gia vị này cho các bác, gia vị vịt quay này. Đấy. Về cái thành phần là không thể thiếu trong gia vị vịt quay nha anh em nhé. Cái này thì mình sẽ cho thêm một chút bột điều này vào để cho cái gia vị nó đẹp hơn này. Đấy. Cộng với lại mì chính, hạt nêm, đường, bột canh. Đấy. Thì sau khi mình làm ra thì mình sẽ ra được cái hay là cái thành phẩm nhé các bạn nhé. Ngọt lịm nhỉ. Ngọt như mùi mật. Đây là cốt nguyên liệu này. Đấy. Sau đó thì sẽ cho thêm cái này thì nhà mình chạy là có công thức và tỷ lệ ổn định nha các bạn nhé. Không phải là làm tít vo xong rồi là đóng túi bóng đâu các bạn ạ. Đây mình làm xong thì có đóng hàn nhiệt và hút chân không thành phẩm hết rồi nhé. Đây cái này là lô trước mà mình quay cách đây 4 hôm về trước đấy. 4 năm hôm về trước đấy. Đấy. Chỗ này thì mình đang làm rơi vào khoảng hôm nay làm chắc là rơi vào độ hơn 7 tạ một tí. Thì nhiều anh em cũng đang thắc mắc hỏi là cái gia vị này nhà mình thì có ok hay không và có ngon hay không, thì đây là cái câu trả lời nhé các bạn nhé. Thì đấy các bạn cứ nhìn cái số lượng hàng mình chạy một tháng thì các bạn biết là chắc chắn là sản phẩm này anh em đã lấy một lần rồi, thì anh em sẽ quay lại hết, tại vì nó rất là đặc sắc so với lại cái gia vị bên ngoài bình thường nhé. Thì trong cái lúc làm cũng có một hai lô nó cũng bị lỗi một ít thôi, thì cũng có một số bạn cũng nhiều lúc mua phải những cái đợt mà nó dính vào cái lô hàng nó bị lỗi do kiểu như là trong cái quá trình vận hành ấy thì máy nó không xay được ấy, thì cái hạt nó to và nó hơi xấu một tí đấy. Thì các bạn cũng thông cảm giúp mình. Đấy, còn anh em nào mà đang mua gia vị nhà mình rồi mà quay về cái màu mè này, nước chấm này, rồi là các cái tỷ lệ rồi cách làm mà chưa đạt ấy, thì anh em cứ liên hệ cho mình nhé. Mình sẽ hỗ trợ anh em nhà mình đến khi mà quay mà bán, gọi là để mà đối thủ bên cạnh người ta rảnh nhẹ, người ta về đi làm công nhân thì thôi nhé. Dạ vâng, đây là lúc nãy là em vừa làm, em vừa quay video cho cả nhà mình. Còn đây là toàn bộ cái thành phẩm sau một buổi làm việc của nhà em các bạn ạ. Các bác nhé. Đấy. Thì cũng xin chia sẻ với mọi người, thì nhà em thì chủ yếu là đang chạy hai dòng chính và cốt lõi, đó là gia vị vịt quay và heo quay. Cái gà quay thì cũng chạy được nhưng nó cũng chưa được mạnh lắm, vì thực ra là cái sử dụng gà thì nó cũng hơi chậm. Đấy. Đây là gia vị ba chỉ nướng chum này. Cái này heo quay thì toàn bộ nó sẽ sử dụng cái tem mới này nhé. Đấy, các bạn nhà mình
thấy cái gia vị bên nhà mình ok thì các bạn ủng hộ cho Thành Đạt nhá. Những bạn đang quay vịt thì các bạn có thể lấy thử để xem cái sản phẩm kết hợp được với bên nhà mình thì các bạn sử dụng. Cái này thì mình có đầy đủ xuất xứ này, nguồn gốc này, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và công bố sản phẩm của trên viện y tế nhé. Anh em cứ yên tâm về cái vấn đề chất lượng và sản phẩm.